Đó đó đó, thấy chưa? Vũ đang đi kiếm cái chỗ mà để văn võng á, thì chưa có phát hiện ra được cái chỗ văn võng nữa mà đã phát hiện cây câu dính cá rồi nè. Ui ui, cái chê nha. Đấy, đã chưa? Má ơi. Sao mà đi một hồi vòng vòng, ấy da, cũng đi ngay cái khu chùm mã vậy trời. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Xin chào cô chú anh chị. Hiện tại thì Vũ đang có mặt ở cặp mé gừng rồi. Thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị bình luận là kêu Vũ tại sao không đi săn bắt trong khu rừng đó vào lúc ban đêm. Thì để thực hiện cái video đó cho cô chú anh chị xem. Hôm nay Vũ có trang bị cho mình Nước uống, một cái võng mùng. Đáng lý ra là Vũ sẽ không có đem một cái nắm cơm vắt này theo đâu. Tại vì do tối nay Vũ có đi săn á, cho nên Vũ đem theo một nắm cơm vắt này để mình nửa đêm có đói bụng thì mình nướng lên mình ăn đỡ đói. Ở đây thì bọc dế, cái gặp chuột thì Vũ mới lụm được nè. Hai cái luôn. Vũ sẽ tranh thủ máng mồi câu trước khi trời tối, còn đi kiếm cái chỗ mà văng võng dùng rồi nữa. Cô chú anh chị nhìn đây. Đó đó đó, thấy chưa? Vũ đang đi kiếm cái chỗ mà để văng võng á, thì chưa có phát hiện ra được cái chỗ văng võng nữa mà đã phát hiện cây câu dính cá rồi nè. Ui ui, cái chê nha. Đấy, đã chưa? Câu mới, Vũ mới chuốt hồi chiều luôn á, chuốt hồi sáng luôn á. Đấy đấy đấy, giờ sao đây ta? Có cá nướng rồi nè, cá chê trắng nha. Sao đây trời, cái vỏ thì ở xa lắm. Ở đây lại lúc cái đọt câu nữa rồi, cá dữ người ta. Ôi trời, mấy cần này là chiều vô cắm trước rồi đó, cắm hết mớ rồi nè, dính gì ghê vậy ta? Cá gì đây? Ôi 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 ôi, chê nữa. Ôi ôi, con này chóc da rồi, quậy quá, hai ngạnh nó chém vô chê trắng không à. Ôi, lên. Trời ơi, con nó quậy hai ngạnh nó chém vô cái của nó kìa. Rồi sao đây trời? Trời ơi, chưa thăm nữa mà nó dính kiểu này rồi, chưa thăm nữa mà được hai con rồi. Ngon quá ta. À, cá chê dính lúc nãy vô máng này nè, hai con luôn. Đấy, hai con chê trắng. Ây da, quá đã. Rồi, để vô đi lại cái vỏ một cái. Vỏ để múc đằng xa nữa. Hôm nay ngon rồi, chưa cắm hết câu nữa, nó còn số nữa. Định đi kiếm cái chỗ văn võng trước để tối nay mình có chỗ ăn chỗ ngủ á. Chưa chân được hai con rồi nè, quá đã luôn.
dữ lắm mũi. Thì Vũ mới xuống xuồng, cũng mới chống lại cái điểm ở đằng đây rồi. Hôm nay thì nói chung là Vũ đi tùm lum chỗ chứ, cho nên là con chó Vũ nó theo không có được á. Thì nãy giờ vẫn chưa cắm hết câu, và cũng chưa có tìm được cái chỗ nào để mình dân giỏng hết trơn á. Mà được mấy con cá rồi kìa. Nè, mới dính thêm được con cá lóc nữa. Để Vũ tìm cái chỗ nào dân giỏng cái. Không có hai cái cây nào mà để dân giỏng được hết trơn. Không lẽ dân trên cây chuối này. À, cái mương này cắm câu ngon nè. Mương này câu bộ cắm câu được à. Có lý nè. Thật sự là cái khu vườn này không có một cái chỗ nào để dân giỏng được hết trơn á cô chú anh chị. Ở đây má ơi, cái nơi này á không phải là cái nơi đực hổm mà Vũ đặt lợ cá trong đó đâu nha, nó hoàn toàn khác. Má ơi, đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên luôn á. Thì khi mà Vũ đang đi kiếm chỗ dân giỏng á, với lại cắm một số còn cả chục cây nè, 2, 4, 6, 7 cân. Thì vô tình đi ngang một cái ngôi mộ mà nó có con núm lên gì à. Ôi trời, cái đó là cái phản xạ tự nhiên thôi cô chú anh chị ơi. Tự nhiên mình đang đi cái mình thấy cái nó ốc cục nó nổi dần 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 á, cái Vũ ve lại liền. Chắc Vũ sẽ tìm cái bụi tre nào đó để dân giỏng mình ngồi đỡ nha, chứ mình nướng cá mình ăn luôn. Đi một hồi thì Vũ cũng đã tìm được cái nơi này để dân giỏng rất là lý tưởng luôn cô chú anh chị. Có hai cây tre hai bên ha, Vũ định dân giỏng ở đây. Nhưng mà khi mà nhìn lại thì ở đây có một cái gò lên y như là một cái mã đất gì á cô chú anh chị ơi, mà Vũ xác định hình như nó là mã đất chứ không phải là có cái tiếng gì vậy ta. Để Vũ lùi cho cô chú anh chị xem. Đây cô chú anh chị thấy không, nó phình lên luôn. Chắc là một cái ngôi mộ đất hay sao á. Cái này có người ta đốn hai đốn tre chống một cái đường này, nhìn thấy nó dân giỏng rất là lý tưởng luôn. Thì không biết là có phải là ngôi mộ đất thiệt hay không. Thì xin phép ông bà ở đây, con đi cắm câu ngang. Thì tính tìm một cái chỗ nào đó để dân giỏng mình nghỉ. Nhưng mà cô chú anh chị đúng rồi, có cái tiếng gì đó cô chú anh chị nghe không, nó hình nhá. Đúng là ngôi mộ đất luôn rồi cô chú anh chị ơi. Có người dọn ra đây nè. Thì cô chú anh chị bảo Vũ á, sao mày nhát hết vậy. Không phải là nhát đâu, mà là do cái phản xạ tự nhiên của mình thôi. Khi mà mình gặp bất cứ cái gì bất ngờ á, mình đều run, mình đều sợ hết trơn. Giống như hôm nay thì để chứng minh cái điều đó thì Vũ
đi băng đêm băng hôm này và quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Còn một điều đặc biệt nữa nè, Vũ có đem theo tỏi. Tỏi này Vũ dự định là tối nay nướng ăn nè. Đi nãy giờ nó bể ra hết trơn. Với cô chú anh chị bảo Vũ là những cái nơi nào mình không biết á, thì có thể đem theo. Đó, Vũ cũng chuẩn bị đàng hoàng hết. Thì thôi, xin phép thì mình cũng đã xin phép rồi. Khu vực này thì Vũ không có ở đâu. Đấy cô chú anh chị thấy không? Rõ ràng là ngôi mộ đất luôn. Che bọng người ta đốn cho lòi ra, không cho nhảy lên ngôi mộ đó. Chống một khoảng luôn. Bên kia thì nguyên một cái gừng đúng đỉnh. Bịch thù à. Hồi nãy giờ gặp hai cái rồi đó. Hình như là Vũ thấy dính được một con nữa thì sao á. Thấy cái đọt ơi, còn con cá này chắc nhỏ chứ không bự. Thấy cái đọt nó chắc lát hả? Chắc lát. Chắc lát ăn cái lưỡi câu này nổi sao ta? Trời ơi. Nó chào mép ra ngoài luôn rồi. Cái lưỡi câu chào bá vậy á. Vậy mà cũng ăn nổi ha. Nó nuốt sâu vô luôn. Ủa nó nuốt sao mà văng cái lưỡi ra ngoài luôn rồi trời. Hay thiệt. Kệ thắt lát cũng được. Đây. Vũ sẽ máng mồi vô lại. Máng lưỡi hai con luôn. Ở vòng vòng cái khu vực này hình như có cái đám cưới á. Người ta hát karaoke quá trời. Nãy Vũ đi qua bờ dừa thì có lấy được mớ lá dừa với một số củi nè. Con dắt chứ con mũi nó cắn quá trời. Thấy ngon rồi. Chắc Vũ sẽ nướng hai con. Con cá lóc này thì Vũ nướng nướng thưa chui nó luôn vậy đi. Còn cá chê thì chút để cho nó chừng nào có than thì Vũ hãy nướng chứ không nó khét à. Hiện tại thì Vũ đang ở ngoài cánh đồng rồi. Về bên lại khu cánh đồng này. Cơm nếp nướng. Thì cái món cơm nếp này không biết rằng là cô chú anh chị mình có ai đã từng ăn chưa. Cái này Vũ đi ruộng thì Vũ có đem theo hoài, Vũ nướng hoài ăn hoài gì. Bóp lại cho nó dẻ với cái cây tre nè. Cho nó dẻ thiệt dẻ rồi mình đem nướng nướng lên. Thật sự là cái món cơm nếp nướng này á thì ăn nó rất là ngon luôn á cô chú anh chị. Đây, khi mà Vũ dắt lại á, thì nó như thế này nè. Đấy, Vũ sẽ để nó cặp bên hông cái lửa hồng hồng á, cho nó chín từ từ chứ để mình đưa vô là nó sẽ khét luôn á. À, nướng như thế này á, là một chút xíu nó sẽ thành cơm cháy luôn. Ăn rất là ngon. Khi mình đi đâu đó đi cắm trại gì đó có thể đem theo một nắm cơm nếp hoặc là nếp sống cũng được. Mình đem mình đi vô vườn trúc hoặc là vườn tre gì đó, có những ống trúc tre, ống trúc ống tre non á thì mình lấy mình nấu ăn cực kỳ là ngon luôn. Con cá tre của Vũ nó đen xì lì, không biết ăn được không.
Nãy bắt được hai ngóc bu cho vô luôn. Đấy. Để chở cơm nếp rồi. Đó, nó bắt đầu nó vàng vàng lại, hồng hồng lại, thấy không? Cứ nướng gần gần lửa vậy thôi. Hồi cái nó vàng cơm lại là ăn nó ngon. Con cá này nó chín trước rồi nè. Vụ với thịt con cá này trước. Ôi trời. Bột khối luôn ha. Quá đã luôn. Vụ có đem theo bột dầu. Để mình gứ lên con cá này nè. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy không? Khói bốc lên đó. Chù chà. Có bộ ngon đấy. Có mùi thơm liền. Còn hai bịch dầu nữa. Dầu này là của niêm mì á. Để chú tận dụng lại đem ra quất luôn. Đó, bắt đầu nó cháy đen xì xì vậy đó. Nhưng mà không sao đâu. Ăn được đó mà. Để cho nó chín bên kia nữa ha. Cho nó cháy bên kia xì xì vậy đi. Còn cá chê nó có vũ đen như là cái gì vậy? Chút nữa thì sẽ chế bịch dầu vô sau. Còn lại hai bịch. Vũ sẽ thịt con cá này trước. Vũ mời cô chú anh chị nha. Nó còn đang bốc khói nè. Khi mà chế bịch dầu vô ăn con cá này nó có khác. Cá lóc mà ăn hôi mùi mì. Ngon lắm cô chú anh chị. Nó mặn mặn. Dưới nó ngọt ngọt đó. Cô chú anh chị coi thịt nó nè. Thịt nó trắng hồng luôn. Cái này ăn với cơm nếp nữa thì hết bài rồi. Chừng ăn dính cái ruột nó là dính cái con dính cái con dế trong cái bụng nó. Ăn luôn cái vỏ luôn. Đúng là đang đói bụng ăn cái gì cũng ngon. Bột niêm này không biết bột niêm mì của cái nào nữa mà nó vàng quét à. Chế lên nhìn thấy đã ghê ha. Vũ mới ha, lượm được cái tô nè. Đây. Cá này chín rồi. Cơm cũng chín luôn rồi. Đây, nó hơi khét khét đang xì lì. Đó, có chú anh chị nhìn thấy không? Đúng bộ combo ăn đồng ăn bụi chưa? Như thế này là quá tuyệt vời rồi. Dạ dạ, nóng á. Chứ không phải không nóng đâu. Cái này nó hơi đen xì xì. Nhưng không sao. Đây, Vũ mời cô chú anh chị mình cắn miếng nha. Hơi khét khét. Nó có cái mùi giống như là nấu cơm củi mà nó bị cháy á. Nó vàng vàng nữa nè. Rất là ngon luôn. Rồi đó. Cái này là cá chê. Ở đây có một cái đám cưới á của chú anh chị à. Vũ nghe hát karaoke quá. Ngon. Thật sự là ngon lắm luôn. Ăn với cái này hợp. Tối nay ăn nhiêu đây Vũ no rồi.
Vũ quên quay cái này cho cô chú anh chị xem nữa. Thì nói chung là Vũ đi ăn bờ, ăn lùm ăn bụi á, thì lúc nào Vũ cũng ăn cái gì thì mình cúng cái đó. Như hôm nay Vũ ăn cá với cơm thì Vũ sẽ bóc một miếng như thế này để lên cái lá gì đó. Đó. Mình cúng dạng như mà thằng non, thằng núi đâu nè. Đó, đây là cái dạng mình ăn thì mình cúng mình vái thôi. Nói chung là vị gà đồng là phải như thế. Trong nhà hay là ăn cơm ở đâu, bất cứ đâu cũng vậy, cũng phải cúng vái. Còn mình ăn lùm ăn bụi thì mình cúng theo kiểu lùm bụi vậy thôi. Tình hình nói chung là từ nãy giờ Vũ vẫn chưa văng được cái võng mình ở khu vực nào hết trơn. Trong đây thì cũng còn lại một con cá. Hên là được cái bãi đất trống này mình ngồi mình nướng cá ăn cũng đỡ. Chắc Vũ sẽ mời cô chú anh chị mình ăn hết trơn cơm này. Rồi mình đi gảo câu. Trước tiên là đi thăm câu trước đi. Rồi sau đó chuyện gì đến thì mình tính sau. Vinh, một con chuột con, nó chạy cái đường mòn coi kìa. Chiều Vũ lụm hai cái gập này xong Vũ gài luôn, dính được con chuột. Xách theo gì đi cho nó gọn. Giờ mình đi thăm mé bên đây trước nha, coi coi nó có dính không. Bên đây thì chiều bên ruộng này Vũ có cắm mớ, thấy cái mương nó ngon quá. Con gì nó phá rồi. Con gì nó phá nó lôi vô bờ vậy ta. Không dính này. Chắc cá lồng tông á. Hình như là dính được một con nữa. Con cá gì? Thất lát không vậy ta? Mồi dế này thất lát nó phái quá trời vậy. Ê. Thất lát không à? Cái lưới câu chờ bá mà nó ăn được ta. Hay thiệt. Ở ngoài đây á, người ta túc ếch quá trời luôn. Ếch nó kêu ghen trời. Mấy ngày xả nước này lên nè, người ta đi túc quá. Túc sáng đêm luôn á. Cá này dính mép dưới dính ngộ không? Nè. Mấy cái bờ này nó trống lỏng mà dễ đi lắm. Câu rồi trời. À đây đây đây. Rồi không dính rồi. Dính là nó quặt đọt rồi. Còn mồi không thôi. Mồi dế chắc hết mồi quá. Cá lồng tông nó nổi bậy bậy bậy. Quá trời quá đất luôn. Hết mồi thiệt. Quá trời cá lồng tông luôn. Ê trời, chuột chạy. Hồi đặt cái gặp gì mà nó không vô chạy cho. Ôi dính rồi nè.
Trời ơi. Con quái vật. Một dế lủng ra hết trơn luôn rồi. Trời ơi. Má ơi con ếch. Khủng khiếp con ếch này rồi. Đặt con chuột mà nó vô con ếch luôn. Ghê. Quá trời bự rồi. Con này phải bắt thôi. Bắt rồi gài lại luôn. Có hai cái mà nãy giờ dính hết trơn rồi trời. Sao mà nó vô cái lồng này được cái ta. Ôi ngớt nè. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Đi thăm câu không dính rồi lại thăm gặp chuột dính nết bay lớn nè cô chú anh chị. Ớn không? Tắt cái đèn để hơi chói nè. Quá trời ngớt bự rồi. Con này mà được hai con là ăn ngon lành. Quá khủng. Ê, ê. Trời ơi ngớt. Này Vũ nói bữa nào làm gặp chuột theo đường mòn nè để dành đi đặt kiếm ăn mà chưa có thời gian làm nữa. Ôi trời nhảy má ơi. Gặp này lợi hại ta. Gặp này nói chung là người ta đặt sót á. Vũ đi ngang Vũ thấy hay là mèo tha gì không biết nữa. Nó nằm ngã nghiêng. Tới gì Vũ lụm. Nè cái đường mòn chuột nó chạy bóng luôn kìa. Đặt con chuột mà sao nó vô con ấy đó chứ. Vô con ếch. Hình như không đúng đường mòn của nó hay sao á. Đó, vậy mới đúng đó. Nó chạy kìa, đường mòn lên sình luôn. Giờ Vũ sẽ tấp xuồng lên đây. Này chìm xuồng một cái là rồi luôn. Cái tiếng gì gầm 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 trời. Nãy Vũ đâu có đi qua đây đâu ta. Có đi không sao mà thấy bịch hù vậy trời. Nãy Vũ đâu có đi qua đây. Ở trong đây chỗ nào cũng như chỗ nấy à. Khu vực này không được rồi cô chú anh chị ơi. Vũ đi lạng quạng vòng 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 hồi cũng ra ngay chăng cái chùm mã này nữa. Má ơi. Ở đây toàn là chuối với chuối không à. Sao mà đi một hồi vòng vòng ấy da. Cũng đi ngay cái khu chùm mã vậy trời. Cần câu thì nó thẳng băng hả. Không. Không được rồi. Còn mồi luôn. Không được rồi Vũ cuốn rồi. Cuốn cái bên đây đi. Bên đây đi nguy hiểm quá cô chú anh chị. Trời về khuya
cái ông trời ông lạnh bốc khói tùm lum luôn. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Cô chú anh chị ơi, hồi nãy thì Vũ ở góc bên đó đó, Vũ gọi lên kia thì thấy cái tàu dừa bên đây nè, nó chìm qua tàu dừa bên kia. Đây Vũ à, không thấy được. Con sóc quá ta. Con sóc thì đâu có đi ăn đêm. Cái con gì bự lắm. Nó bay từ tàu dừa này, nó bay qua bên kia luôn. Má ơi. Cái đèn Vũ trang bị đi ban đêm á, nó rất là sáng luôn á cô chú anh chị. Lại không dính nữa. Những cái mương này nó không có cá hay sao ta? Không có cá tại sao hết mồi? Nó có cá con ghẻ mới hết chứ. Mưa ngon quá trời ngon mà. Khu này quá ớn lạnh, không có một con cá luôn, toàn là mã đắt với mã đắt không. Ủa? Nãy câu Vũ cắm này mấy cần mà ta? Thật sự mà nói á, đi những cái nơi thế này á, Vũ không dám nói chuyện gì luôn á. Cắm trên đây cả chục cây, 2, 4, 6, 8 cây, 2, 4, 6, 8 cây đúng rồi, mà không dính được một con luôn. Má ơi, cái khu gì má đắt kinh dị, giả từ luôn, cuốn về luôn. Vũ đang nằm trên võng thì đi nãy giờ mới tìm được cái chỗ dân võng nè. Đây cũng ngay cái bụi tre.
Thì nói chung á, để thực hiện được cái video này á, thì Vũ cũng tốn rất là nhiều thời gian. Thứ nhất là sáng sớm là Vũ bắt đầu chuốt câu rồi, rồi đi ra đồng cắm mà nãy giờ thăm không có dính gì chứ. Vũ cũng mới cuốn về được mới câu. Mé bên kia thì Vũ cảm giác như là không an toàn, cho nên là Vũ phải bắt buộc phải cuốn câu về. Còn bây giờ thì chắc Vũ sẽ nằm nghỉ lưng chút. Vũ nói với cô chú anh chị mình chứ, một mình mà đi đêm khuya với lại mà làm những cái thử thách về đêm như thế này á, cái cảm giác như là có cái gì đó của chú anh chị ơi, ốc cục da gà nó dựng lên hết trơn luôn. Thì Vũ cũng nói thiệt luôn, cô chú anh chị nào tin hay không tin thì tùy. Thì Vũ mới vừa nằm võng, mới vừa chập mắt à, thì có ai đó giật cái võng đung đưa vậy nè. Lần thứ nhất thì Vũ nghĩ rằng là ông trời ông gió đang lim nhim nữa. Lần thứ hai là Vũ bắt đầu là cuốn võng luôn, tóc chạy ra đây luôn, là dồn vô đây hết trơn luôn. Thì chắc có lẽ là Vũ sẽ đi gom đồ nghề về. Giờ này thì nói chung là gom câu rồi về tới nhà chắc khoảng một cái mấy 2 giờ á. Thôi chắc tình hình là vậy đi. Chứ một mình Vũ thì cũng ớn quá trời. Từ đầu hôm tới giờ gặp là toàn là cái gì không. Ở đây có cái gặp chuột, rút về hết luôn. Trời ơi, sao chuột thì nó dính liên miên mà. Đập vô cái giò nó rồi. Hết biết con chuột bự. Nó kẹt cái lò xo. Cái gặp này là gặp không mồi á, gài theo cái đường mòn nó chạy ra chạy vô là dính nó liền à. Toàn là chuột bự, chuột khủng không. Còn cái trên kia nữa, đi lên coi có dính không. Quá trời con chuột. Cái này mà con chuột kìa, nó cái này nói chung á là ban đêm ban hôm Vũ thức, Vũ đi hoài vòng hoài á thì không sao nha, nhưng mà khi mà chợp mắt một cái là không nên nói. Cái này mà phải Vũ được hai người á, bảo đảm với cô chú anh chị luôn, đi đến đâu Vũ cũng đi á. Một mình anh mình thì đêm khuya nữa, giờ này đúng là giờ linh luôn. Chuột dữ thiệt. Hai cái gặp là chiều giờ là Vũ gài dính biết bao nhiêu con luôn. Kiểu này đây chắc mai đi chợ phải đặt bà chị bá cho người ta làm giùm Vũ mới gặp này. Hổm Vũ thấy rồi nhưng mà Vũ không có mua. Hai con luôn trời. Có hai cái đặt dính là chịu, đặt dính ếch rồi tùm lum hết trơn luôn. Ghê thiệt chứ. Có thể là hôm nay cắm cái mồi này nó không ngon à. Mồi dế này à, con cá nó phá quá. Thầy cắm mồi dế người ta cắm bằng mồi cá sặc, nó chạy tới chạy lui dính cá lóc còn ngon hơn. Mình câu mới chuốt cái bụm luôn nè. Ở bên đây một đống câu luôn mà không có dính được một con nào hết trơn á cô chú anh chị. Vũ mới cuốn rồi hết trơn nè. Chung mà Vũ cuốn rồi Vũ không quay luôn, tranh thủ cuốn rồi cần nào dính thì Vũ mới quay cho cô chú anh chị xem. Mà rút cuộc không dính một con luôn. Ta nói lúc đầu hôm mình dính ngon lắm, tới nửa đêm thì thôi thua luôn. Rồi đêm nay thì chắc đến đây thôi cô chú anh chị ơi. Chuyến sau thì chắc Vũ sẽ làm thêm mấy cái gặp này nữa, với lại câu ếch đồ này kia mình đem theo mình chơi 2-3 môn liên tục, chứ một môn mà câu này không là ăn muối luôn á. Hên là hôm nay có dính ếch rồi dính chuột cũng được 2-3 cá cũng được, đủ ăn cứ sáng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Một mấy rồi đó.